Giá vé máy bay từ Hồ Chí Minh bay đi Bangkok vào tháng 10 này gần như là đồng giá là 1 triệu 6 từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Nếu bạn muốn bay vào buổi sáng thì bạn có thể bay với Vietjet Air. Còn nếu mà bạn bay vào buổi trưa chiều thì bạn có thể bay với Vietravel hoặc là buổi tối thì với AirAsia. Tuy nhiên trong cái clip này mình sẽ nhắc đến một sự kiện rất lớn sẽ diễn ra vào ngày 14 và ngày 15 tháng 11. Đó là lễ hội Loyarathon ở Thái Lan. Ngoài đặc biệt ở Chiang Mai sẽ kết hợp với lễ hội Di Pin. Họ sẽ tổ chức cùng thả đèn trời rất là đẹp. Vì đây là một cái lễ hội lớn ở Chiang Mai nói riêng và nguyên cả Thái Lan nói chung nên giá vé máy bay từ Hồ Chí Minh bay đi Bangkok vào tháng 11 rất là mắc. Nên mình lưu ý các bạn nếu muốn tham dự cái lễ hội Loyarathon này ở Thái Lan thì nên book vé sớm, đó là ngày 11 tháng 11. Giá vé chỉ có 1 triệu 6 bay với AirAsia, khởi hành bay vào lúc 9 giờ rưỡi tối và đáp máy bay vào lúc 11 giờ đêm ở sân bay Đông Bường. Sau đó bạn có thể đi tàu hỏa, xe lửa đến Chiang Mai. Thì đi với xe lửa thì sẽ tốn khoảng 700 bạc và tốn 12 tiếng đồng hồ cho cái chuyến xe lửa đó. Còn nếu mà bạn bay với máy bay, nếu bạn đi máy bay thì có thể vào trong thời gian đó, nếu mà bạn may mắn thì sẽ tìm được một chuyến máy bay giá rẻ vào sáng hôm sau thì có khoảng 1.000 bạc hoặc là 1.500 bạc. Bạn có thể bay với AirAsia hoặc bay với Lion Air hoặc là bay với Nord Air đều bay tới Chiang Mai. Nếu mà bạn bay với tới Chiang Mai thì nhớ đặt book khách sạn trước, tại vì vào lễ hội Loyarathon rất là đông người, kín tất cả các khách sạn, kín phòng. Đây là một kinh nghiệm của mình khi tới Chiang Mai vào dịp lễ Loyarathon lần đầu tiên thì mình không biết, mình nghĩ là khách sạn sẽ rất là nhiều. Đúng thật là khách sạn có rất là nhiều, nhưng vào giờ dịp lễ Loyarathon thì tất cả các khách sạn không còn phòng và cái tối hôm đó mình phải ngủ ở ngoài đường. Và chúc các bạn tham dự lễ hội Loyarathon vui vẻ. The crystal lotus flowers to worship the Mình Pin Nắc Khò Chiang Mai. Bye.